Hi everyone, welcome back to my channel. Clip này sẽ là 8 tựa game. Chúng ta hãy đi bắt đầu tựa game đầu tiên nhé. Cháu lại làm theo quả headshot. Wow, ở dưới đây có thủy quái đấy các bạn ạ.
Bây giờ sẽ là Pisgah Chapter 1. Bọn họ xuất hiện rồi. Luke. Oh my gosh. Con bot đứng ngay ở trên này, mình chưa dám đi lên cơ. Đi lên sợ nó bắt.
Ok, vậy là mình đã trốn thoát ra được bên ngoài rồi, hoàn thành tựa game. Và bây giờ thì mình sẽ review tựa game Roblox đi. Ok. Xin phép là tắt âm nhạc đi một chút nha. Mất tầm khoảng 30 giây đấy các bạn. Để đảm bảo chính sách YouTube đề ra được an toàn. Đoạn này âm nhạc thì sẽ bị đánh bản quyền này các bạn. Mình không muốn điều đó xảy ra trên kênh của mình. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Mình luôn luôn tuân thủ chính sách do YouTube đề ra.
mày đã mày tập trung quá. Mình sẽ review tựa game tiếp theo trong video này nhé. Mình sẽ chơi Zuhoro. I have to find a way out of the park. I need to find something that will help me get out. Thôi các bạn. There's gotta be something to control the water level in the fountain. I'll have to look for it. Thank you.
I hear the gate open. I need to get out of the park as fast as I can. Bước vào đây. Con nghĩ mình sợ nó. I have to find a way out of the park. Mình đã hoàn thành tựa game và bây giờ thì mình sẽ review Mr. Mitchell nha các bạn. Ok. Dùng súng bắn mình thôi, mình tránh được. Chưa đối đầu trực tiếp rồi. Mình còn cái dù cui điện ở đây. Nó gặp thì mình sẽ tặng cho ông ta một phát. I can finally get out of this place. I need to find help.
Mình đã hết đạn và con bot đang đuổi theo mình. Wow. Poppy Mobile. Thank you.
final log in relation experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within one skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Okay, và bây giờ thì sẽ là Slenderilla Escape Chapter 2. Ảnh của ai đây không? Chắc là ảnh của bà Granny đấy. Bà Granny chính là mẹ của Slenderilla các bạn. Còn ông sự Granny chính là bố ấy. Ok ok. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy like và subscribe. Và đừng quên comment để lại ý kiến của mình nhé. Thank you, goodbye, see you again, hẹn gặp lại. Bye bye.